mình gặp những con chim á, mà nó đang còn yếu ớt, thì nếu như mà mình không mua ngay lúc tại thời điểm đó thì nó sẽ chết. Đôi khi em cũng tự dằn vặt, nếu như mà mình mua thì sẽ tất có người bắt. Nhưng mà đó là cuộc sống, vì cái sinh tồn của mỗi người. Công việc khác thì em cũng làm nghề đi. Bắt chim rồi bán cho người ta thả đi. Một câu chuyện tưởng như đùa nhưng lại diễn ra hàng ngày. Người mua là vì nguyện ước, người bán là vì mưu sinh. Ai cũng có lý do của riêng mình, số phận của riêng mình. Những loài phóng sinh cũng có số phận riêng của nó. Hàng năm cứ đến tháng 7 âm lịch, nhiều chủ kinh doanh, hộ gia đình tổ chức lễ cúng cô hồn. Trước đây, việc gia chủ bày mâm cúng và có một nhóm người tham gia giật đồ cúng được coi là tục lệ mang tính tâm linh. Tuy nhiên thì tục lệ này đang ngày càng sai lệch về văn hóa, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Cả trăm người tụ tập, chen lấn nhau, thậm chí là tranh cướp dẫm đạp. Nhiều thanh niên chuẩn bị cả gậy gộc, dụng cụ vượt tiền. Nhiều đối tượng còn tràn cả vào nhà gia chủ để cướp đồ cúng. Gia chủ chưa cúng xong đã bị giật. Hàng trăm người dân đổ dồn về một cơ sở thẩm mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh gây hỗn loạn. Đỉnh điểm là dòng người leo qua khuôn viên, đẩy cửa để vào trong khu vực phát quà. Có người ngất xỉu, một số tài sản bị hư hại. Cũng trong dịp tháng 7 âm lịch, câu chuyện phóng sinh xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội. Người thả cá, người chờ vớt, hay hình ảnh những chú chim phóng sinh cứ được thả rồi bị bắt đến kiệt sức. Ngày 31 tháng 8, trên mạng lan truyền một đoạn clip ghi hình ảnh hai nhóm người đang đánh nhau náo loạn dưới sông Sài Gòn. Theo người dân thì vụ ẩu đả xuất phát từ việc người dân đến thả cá phóng sinh thì bị một số người dùng bình điện chích cá để vớt. Và người ta làm phóng sinh không phải với cái tấm nguyện từ bi như ngày xưa nữa, mà thường là cầu lời, cầu lộc, như là một cái dịch vụ thương mại. Và thậm chí họ làm với cái hình thức trục lời rất kỳ quái, kỳ quặc. Những người cung cấp chim, họ đã nhổ bớt lắm chim. Họ đã cho chim uống thứ rượu hay là nước cái gì đó. Thì bây giờ người ta cũng không ý thức được cái việc thả cá để đem lại sự sống cho cá. Nhiều khi người ta thả những cái loài thủy sinh mà độc hại. Còn theo phong tục dân gian, vào một số dịp, người Việt chỉ đốt chút vàng mã gửi tấm lòng thành với người đã khuất. Thế nhưng quan điểm trần sao âm vậy khiến thị trường vàng mã bày bán nhiều mặt hàng độc lạ chưa từng xuất hiện. Siêu xe Rolls Royce mạ vàng, siêu xe Lamborghini to bằng xe thật, các thể loại túi xách hàng hiệu, chọn bộ sản phẩm làm đẹp, thậm chí bikini đổ lót, đôi khi là các sản phẩm công nghệ của tương lai. iPhone chỉ có một loại, làm gì mấy loại iPhone 16 luôn. Cục gạch bây giờ ai ta dùng nữa hả con? Chỉ có một cái là bộ quần áo với vài cái điện thoại và cho nó hình hoành tráng lên còn được. Nhiều món đồ hàng mã chỉ tập trung vào khía cạnh vật chất mà dường như quên đi cốt lõi tinh thần. Và ý nghĩa của việc đốt vàng mã là hướng về tổ tiên nguồn cội.